nông nghiệp xanh hay chế phẩm sinh học là những cụm từ không còn xa lạ đối với bà con làng nông nghiệp. Và sau mỗi một vụ mùa thì các cành cây, các cái thân cây sẽ được tận dụng để làm phân bón, để cải tạo cho mảnh đất trong cái khu vườn của mình. Và để mà làm được cái việc đấy thì máy băm cảnh là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc làm ra những chế phẩm sinh học đó. Và Vinmark tự hào là một đơn vị tiên phong trong những năm qua phân phối trên thị trường rất là nhiều các cái dòng máy băm cảnh, từ mini cho tới công nghiệp, từ các dòng chạy điện cho đến mẫu chạy xăng. Và chào mừng bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Ngày hôm nay tại trước cửa công ty mình có hai mẫu băm cảnh, một dòng là chạy điện và một mẫu là chạy xăng. Mình sẽ review cho các bạn chi tiết về sản phẩm này, nó phù hợp với nhu cầu của bà con nông dân, và tiến lại gần hơn để chúng ta xem được cả hai mẫu này. Về kiểu dáng thì khá là giống nhau, nó chỉ khác nhau là một mẫu mini sử dụng xăng và một mẫu dùng chạy điện. Bên phía tay phải của mình đây, đó là mẫu băm cảnh TB65 sử dụng động cơ xăng. Động cơ 4 thì với việc sử dụng động cơ Kawasaki 6.5 HP với dung tích xi lanh là 208, giúp các cành cây có kích thước, có đường kính khoảng 7cm, băm rất là mượt mà, rất là khỏe. Phần họng dao ở phía bên trong khá là dày, với cái độ dày của dao khoảng 0.35. Và trong quá trình mà mọi người sử dụng, nếu mà dao phụ kiện có hao mòn thì mọi người có thể liên hệ tới Vinmark để chúng ta có thể thay thế. Phần khung chân đế có hai bánh xe ở phía đằng sau giúp di chuyển máy sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và phần đệm mút phía đằng trước giúp máy ổn định hơn, sẽ êm hơn trong quá trình máy vận hành. Đây là vị trí cửa nạp nguyên liệu, chúng ta sẽ cho các cái cành cây vào phía bên trong. Và hệ thống dao băm thì sẽ được đẩy ra bên ngoài. Và một chút nữa thì mình sẽ test để cho mọi người cùng có những trải nghiệm thực tế với máy. Máy được sơn lớp sơn tĩnh điện màu đỏ khá là bắt mắt, giúp cho máy bền hơn theo thời gian và không bị các cái tác nhân của môi trường làm mòn. Mọi người lưu ý là sau quá trình sử dụng thì mọi người siết lại bằng cờ lê. Phía dưới ở đây là phụ kiện đi kèm theo máy. Chúng ta sẽ có một cái túi để đựng tất cả các cái đồ nghề ở bên trong. Sẽ có một chiếc túi để chúng ta đựng các cái chế phẩm sau khi băm xong. Sẽ có tai nghe để áp vào tai trong khi máy vận hành. Sẽ có bao tay, có phần kính mắt tránh cái trường hợp chế phẩm sau khi được băm xong thì nó có khả năng bắn vào mắt, nên là khi có kính bảo vệ thì nó sẽ giúp an toàn hơn cho người vận hành máy. Có một chiếc phễu để chúng ta sẽ chiết xóc nhiên liệu, nó sẽ dễ hơn. Tại vị trí này chúng ta sẽ đổ nhớt. Phụ kiện đi kèm như là cờ lê hay lục giác như này để mình sẽ siết các cái ốc ở tại các vị trí sau mỗi một lần chúng ta vận hành máy. Lưu ý trước khi mà mình vận hành máy thì mọi người cần phải đổ đủ nhiên liệu cho máy. Với dung tích của thùng xăng ở đây sẽ là 3.2 lít. Dưới này sẽ có một chỗ để chúng ta đổ nhớt động cơ. Nhớt động cơ ở đây thì mọi người có thể sử dụng các loại dòng nhớt 4 tỳ, nhớt xe máy. Dung tích của thùng nhớt là 0.6 lít. Ta sẽ đo khoảng 1/3 tham nhớt là được ạ. Sau 20 giờ đầu tiên khi sử dụng vận hành máy thì mọi người sẽ đổ toàn bộ nhớt cũ để chúng ta thay nhớt mới vào, để cho phần động cơ được hoạt động một cách bền bỉ. Công tắc này, giật nổ sẽ có le gió. Và cái này thì mình có thể điều chỉnh được cái phần ga của máy, ga to, ga nhỏ để điều khiển được dao băm ở bên trong. Với model TB65 này phù hợp cho gia đình có các vườn cây vừa và nhỏ với diện tích khoảng 1-2 hecta, chúng ta có thể làm thoải mái làm các cái chế phẩm sinh học, hoặc là chúng ta có thể rải những cái cây sau quá trình băm xuống đất để đất sẽ được tươi xốp hơn. Và bên cạnh mình đây đó là mẫu MT3500, một dòng sản phẩm sử dụng điện, có thể lắp được động cơ điện 1 pha, động cơ điện 3 pha tùy vào nhu cầu của khách hàng. Và ngày hôm nay thì khách hàng của Vinmark sử dụng điện 1 pha và bên mình có lắp motor với công suất là 3.5 kW. Sản phẩm này thì motor với trục dao băm sẽ được kết nối với nhau bằng dây cu loa. Bộ dây cu loa sẽ được bảo vệ bằng cái bộ ốp ở đây, nên là an toàn trong quá trình mà mình vận hành máy. Thiết kế hai bánh xe đằng phía trước và phía tay cầm ở đằng sau như thế này để di chuyển máy trở nên dễ dàng hơn. Thân đế phía sau thì sẽ có một lớp cao su khá là dày, nên là trong quá trình máy hoạt động thì sẽ giúp cho máy được đứng yên và ổn định. Đây là một cửa nạp nguyên liệu, chúng ta sẽ cho cành cây vào và các cái hệ thống trục dao ở phía bên trong sẽ hoạt động để cành cây sẽ được băm ra. Và sau quá trình băm thì cành cây sẽ được ra ở đây. Đây là vị trí cửa xả của cành cây. Và chúng ta có một cái túi nhiệm theo giống như model TB65. Nhưng đây là phụ kiện để ở trong túi như này rất là dễ dàng và rất là gọn gàng. Nhờ việc có sự kết hợp của bánh xe và tay cầm nên là chúng ta có thể di chuyển máy cách rất là dễ dàng. Và ngày hôm nay với hai mẫu sản phẩm đó là
MT3500 và TB65 thì mình sẽ test thực tế cho mọi người cùng có những trải nghiệm với máy. Khi mà mọi người mua sản phẩm của Vinmark thì Vinmark đã đấu điện về khách hàng, chỉ cần cắm điện và sử dụng máy thôi. Máy rất là êm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu băm. Mọi người có thể nhìn thấy là các cành cây thân to thân nhỏ sau khi băm ra khá là nhỏ. Chúng ta có thể xải xuống các cảnh vườn hoặc là chúng ta ủ làm các chế phẩm sinh học. Và tiếp nối với video máy băm cành của model MT3500 thì bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm thực tế trên chiếc máy TB65. Chúng ta sẽ đổ khoảng 0,2 lít nhớt, tương ứng khoảng tầm 200 ml. Nhớt này là nhớt 4 thì. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đổ xăng. Xăng này thì mọi người cũng dễ dàng mua được ở các cây xăng, sử dụng xăng 92 hoặc xăng 95 đều được. Dung tích của thùng xăng là 3.2 lít. Đây mình test máy thôi thì là mình sẽ đổ ít hơn. Mọi người sẽ gạt công tắc. Xong chúng ta sẽ giật máy. Chúng ta có thể thấy được đây là thành phẩm sau khi mà đã được băm xong rất là răm. Như này thì chúng ta giải xuống cái nương rẫy này hoặc là đi mang đi ủ phân bón thì rất là nhanh. Một chiếc máy băm xăng di động, chúng ta có thể di chuyển được ở khu vực này qua khu vực khác, không cần có điện mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được máy. Rất là phù hợp cho các cái hộ gia đình mà cần làm các chế phẩm sinh học hoặc là mình cần cải tạo lại cái khu đất chúng ta trồng trọt, đất sẽ tơi hơn rất là nhiều. Vừa giải quyết được vấn đề tồn đọng cây sau khi thu hoạch mà xử lý nó để chúng ta có thể làm được phân bón hoặc là có thể cải tạo đất. Chiếc máy rất là thiết thực cho đời sống, ứng dụng cao trong ngành nông nghiệp. Để mua hàng hoặc là tư vấn thêm về sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456 hoặc truy cập vào website maymocviet.vn. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.